Vâng, em xin chào các anh. Để em tiếp tục em lên thêm các bác đây, còn giải mã Onkyo FRX9 các bác nhé. Đấy, FRX9, đây là dòng cao nhất của DX. X9, X9A. Thì con này là con đời X9A, và con X9 này là hai đời là cao nhất của cái đời X này. Cho tiếng giải mã rất là hay với công suất lớn 55W, điện 100V, hàng điện 100V nội địa Nhật nhé, đi ra bật luôn. Và những con này thì mình vừa làm giải mã quang AV, mình vừa làm công suất để mình kết hợp với cả loa bass, nó khoảng 14-16 độ về mình nghe nhạc rất là hay. Đường quang đây nhé, đường quang các bác muốn làm giải mã thì mà các bác sẽ cắm cho em dây quang vào đường digital in này, và từ đường tape out này mình sẽ đưa tiếng xuống dưới âm đi to để mình làm giải mã quang AV các anh nhé. FRX9A và FRX9, con này là FRX9 nhé, sao em con đây con X9A đấy. Và bây giờ là lên tiếp con X9 cho các bác. X9 hay X9A cả hai con, thì con này nó cũng như con X9A đấy, nó đều còn rất là ok nhé. Còn tất nhiên đây là hàng bãi. Đấy. Nó sẽ có một vài vết xước sát trên vỏ hay là trên gì đấy thì nó không cháy được 100%. Đấy, nhưng mà con này thì nói chung là hình thức còn đẹp, mặt mũi cũng rất là ok. FRX9 nhé. Với X9A thì chúng ta sẽ có cái công nghệ giải mã là DNA Ninh 2, thì con này DNA, con này X9 nó sẽ là con DNA Ninh nhé. Đấy. Và tích hợp công nghệ giải tần rộng Wide Range Âm đi technology. Đấy. Công nghệ simple rate convert nhé. Từ khi vào linh rồi, lành xa cuộc vui ngày nào toàn có. Đây em đang test cho các bác đường quang, các bác có thể thấy đường quang vẫn đang chạy bình thường này. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng rằm mọc ngày hiền hòa bên mái năm tư. Tôi nhớ nơi này qua một đêm gió. Đấy, bác nào muốn chuyển các đường cổng khác nhé, mình nhấn input ở đây. Để chuyển nó sang đường mà từng người được. Em cắm điện thoại ở đường line thì em sẽ chuyển input sang đường line này. Đấy, sẽ có tiếng ra nhé. Đấy, con này thì nó ngoài cái chức năng giải mã ra, mình có thể là cắm điện thoại máy tính bằng đường dây về phía sau để mình kết nối làm công suất để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc. Đấy, thì là muốn chuyển sau các đường vào để cắm cho điện thoại máy tính nghe nhạc thì mình sẽ ấn input ở đây và chuyển đến đường mở tương ứng mình đã cắm đằng sau nhé. Đấy. Ví dụ như CDR thì mình cắm CDR thì mình chuyển CDR này. Cắm tép thì mình chuyển tép này. Cắm nai thì mình chuyển nai, như là sẽ có tiếng ra như này. FRX9. Này mình các bác có thể thấy là hiện tại là các kết nối đường quang, kết nối điện thoại đều chạy ok nhá. Thì là con này em bán là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV làm giải mã và làm công suất để nghe nhạc từ TV ra. Đấy. CD thì em có test thì hiện tại đang không đọc đĩa nhá. Đĩa vẫn ra vào được nhưng mà đang không thấy đọc đĩa nhá. Đấy. Thì báo luôn thế cho nó nhanh. Thì con này em bán với giá là 1.090.000. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái con Onkyo FRX9 này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 giúp em nhé. Xin chào các anh.